Brad Lucas đã bỏ ra 5 tháng chế tạo Beetlecopter và nghiên cứu cách thức để cỗ máy này có thể bay trên bầu trời. Và những gì thu được đã không làm anh thất vọng. Tại vùng Serengeti của Tanzania, Beetlecopter đã ghi lại những hình ảnh vô cùng ấn tượng về các loài hươu cao cổ, linh dương đầu bò, hà mã, sư tử. Khi thiết kế, tôi đặt ra mục tiêu là làm sao để máy bay không người lái của mình vận hành một cách êm ái, có trọng lực nhẹ. Camera hồi chuyển được gắn vào khung cơ có hai trục quay vuông góc với nhau ở bên dưới thân máy bay để giữ hình ảnh ổn định khi quay. Khi sạc đầy pin, Beetlecopter có thể bay liên tục 15 phút và được điều khiển từ xa. Người dùng có thể điều khiển máy bay khi ở cách xa hơn 1 km nhờ đeo kính thực tại ảo. Hiện Brad Lucas đã có một đội bay gồm 8 chiếc Beetlecopter. Anh hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ chế tạo thêm nhiều chiếc nữa để bán cho các nhiếp ảnh gia, các nhà làm phim tài liệu về động vật hoang dã. Trước đó anh đã bán một lượng lớn Beetlecam, loại camera có khả năng ghi hình động vật hoang dã ở cự ly gần với chất lượng cao. Thường thì động vật có tính tò mò, như sư tử chẳng hạn, chúng sẽ tiến lại gần Beetlecam để xem đó là gì. Vì vậy mà tôi có thể ghi hình chúng một cách dễ dàng. Beetlecam được bán với giá 1.650 bảng, gần 58 triệu đồng Việt Nam. Brad Lucas định bán Beetlecopter với giá 2.000 bảng, tức gần 70 triệu đồng Việt Nam.